Welcome cả anh em trở lại kênh DHVG của mình ngày hôm nay. Tiếp tục với game lấm lùn thế nên thì video mình sẽ hướng qua cho em về sự kiện ngày hôm nay. Trước khi vào tin chính của video, mình sẽ lo qua vài phần cơ bản. Đầu tiên là về câu hỏi gia tộc anh em mở chơi trên PC, cứ nhắn tin cho mình sẽ gửi file cho anh em. Tiếp đến, cái này cũng khá quan trọng cho anh em mới, là về phần tiệm chỗ đổ xe lấm. Về phần tiệm này anh em nhớ mua cho mình vật phẩm tăng xu lấm trước. Xong đến tăng x2 vật phẩm, rồi đến tăng tân trang, và cuối cùng anh em mới tăng chỉ số độ tính. Mình thấy khá nhiều anh em mua tăng thuộc tính, nhất là hai cái đắt nhất. Đầu tiên là 500k, sảnh Thảo Nguyên Lấm. Thảo Nguyên Lấm mình nhớ là tăng thêm 10% thuộc tính tấn công. Còn bio xe nó tăng thêm 10% AP, nhưng mà thuộc tính thì nó chỉ tính trong bio xe thôi. Nên mấy cái này anh em đợi mua hết mấy cái tăng vật phẩm kia rồi mới mua cái tăng thuộc tính. Và anh em không mua dồn, bộ loại lúc đầu anh em chỉ mua một cái để kích chỉ số thôi. Bởi vì khi anh em có vật phẩm, nó sẽ kích thêm 320% thuộc tính. Mà tăng sao nó chỉ tăng có 160% thôi. Lên ấy, anh em cứ kích hoạt trước rồi mới tăng sao sau. Còn về phần tăng sao anh em cứ mua mấy cái rẻ trước, anh em tăng sao trước. Còn về thứ tự mua anh em cứ mua như mình. Đây nhá, đầu tiên là cổng hoa, xong đến cổng lớn hoa đình, dây leo vòng quanh, đèn đường nghệ thuật, cửa ấy, là anh em sẽ mắc vật phẩm tăng xu lấm. Tiếp đến anh em mua đến tăng x2 vật phẩm. Đầu tiên là hoa đang rủ xuống, tiếp đến là bình phong trang nhã, và cuối cùng là cổng lớn đình viện kiểu chung. Anh em chú ý cho mình về phần này. Và anh em mới thì chú ý cho mình về phần đáng chú ý trong nhóm chia sẻ. Nhóm mình tên cộng đồng lấm lùn tiến lên chia sẻ nghiệm. Rồi anh em vào phần đáng chú ý, à quên. Anh em chú ý cho mình sách nghiền nhiễm, sách này khi anh em đánh bốt hay là đi map, bốt nó đều tính hết. Ngày mai mình không để ý cái tích ở góc khiến giờ, anh em mà tích vào này thì nó sẽ không hiển thị mấy hiệu ứng. Mình chơi trên PC là không để ý mấy này. À mình cứ tưởng là sau bên nó bị fix cái hiển thị kia cơ. Đây em mới vào phần đáng chú ý. Đây như phần code cộng với sự kiện xung kích đầu game mình sẽ ghi ngay đầu cho anh em. Đây code hiện tại chỉ có vài cái thôi. Hôm mai nó hết hạn là hai cái hoặc 10. Đây thứ tự sự kiện xung kích và xung kích này nó sẽ lặp lại hàng tháng lên anh em chú ý cho mình. Ok giờ mình sẽ vào tin chính của video. Đầu tiên là combo cho anh em làm. Đây thứ nhất là tích tiêu anh em sẽ nhận được thêm kỹ năng hiếm. Mặc dù là huyền thoại thôi nhưng mà rất là ngon. Nó tăng thêm 10% liên kích và 100% sát thương lên kích, rất là ngon cho anh em mà cung lỏ. Mà bây giờ ấy, anh em lỏ chiếm đến 90% tổng số 6 hệ. Nên chắc là ngày hôm nay anh em lạp sẽ khô máu khá nhiều. Cộng với mình nhớ đợt trước cái tích tiêu này nó là đồng hành X. Trong cái sự kiện nó sẽ cho anh em phở đi đồng hành X. Nhưng mà đợt này ấy, nó cho đồng hành đúng, hơi tiếc nhỉ. Riêng mà nó cho phở đi 2 đến 3 đồng hành thì ngon. Và theo đấy là combo. Đâu không phải nhầm, đây cái dưới cơ, mèo thần tài. Đây mèo anh em lạp là sẽ được thêm kim cương, khá là ngon. Nó sẽ có tổng cộng là 8 mốc. Mốc đầu tiên là anh em lạp 99 kim cương. Nói chung là về sự kiện lạp, khi mà có anh em nhớ múc cho mình cái mèo thần tài này. Mình chơi trên PC rất hay bị lỗi quảng cáo. Còn về phần sách trong di vật, đây hiện tại mình vẫn đang xài để đi map. Sau khi vào bài bot, vũ khí HP thấp hơn 70%, miễn dịch 3 giây. Mà anh em đi thí luyện ấy, bot nó lém một phát, mất 30 đến 50% máu. Nhưng mà nếu anh mà miễn dịch 3 giây, đi nó sẽ luột hơn rất là nhiều. Nên anh em mới chú ý cho mình về sách đấy. Đâu để mình xem mình bỏ tích đâu nhỉ? Đây hôm nay mình tích vào cái chế độ tối giản, làm nó không hiện cái khiên bất tử. Em chú ý nhá, dưới 70% nó sẽ hiện khiên đấy. Khiên mà nó có mấy khiên xung quanh là khiên bất tử trong vòng 3 giây. Đấy 3 giây là nó thêm khá nhiều. Đây, thêm 3 giây mình được bút thêm cái khiên này. Anh em chú ý cho mình đồng hành giảm đi. Nếu mà anh em đi map hay bot mà gần dùng được kỹ năng thì anh em cứ cho đồng hành tinh linh nước vào thì kỹ năng chủ động nó sẽ hồi phục nhanh hơn. Gần như đổ là 25%. Chú ý cho mình về phần này. Nhưng mà nếu mình mà không xài được kỹ năng thứ hai là mình sẽ rút cái ra, mình tối ưu đêm.
Ok, tiếp đến là về phần sự kiện. Sự kiện thì nó vẫn hao hao như đợt trước thôi, nhưng mà đợt này nó sẽ có thêm cái như thí luyện 7 ngày, là anh em đi full massage được thêm quà. Về này anh em chỉ cần chú ý cho mình hai bước. Bước đầu tiên anh em cho cam lên trên, ok chưa? Bước thứ hai anh em cho cam xuống dưới. Anh em chỉ cần làm hai bước này, về sau đi kiểu gì cũng xong. Và anh em chú ý thêm cho mình, anh em ăn ở đâu thì nó sẽ đêm bốt ở đấy. Hai cái đầu tiên nó sẽ đêm bốt 1, cái thứ ba nó sẽ đêm bốt 2, cái thứ tư nó sẽ đêm bốt 3, và hai cái cuối cùng nó sẽ đêm bốt thứ tư. Đây là anh em ăn hàng dọc, còn anh em ăn hàng ngang thì nó sẽ chia ra. Về đây thường thường ăn hàng dọc mình hay ăn 3-4 để mình giết hai con ở giữa. Đây, cái thứ ba nó sẽ đêm bốt 2. Đâu xem là ô thứ tư có không, không có. Nếu mà có thì ngon. Đây ô thứ 5 nó sẽ đánh con cuối cùng. Và ô thứ 6 cũng vậy. Để mình sẽ ăn hàng ngang đi. Đây, mình sẽ thịt con bốt dưới nhá. Nói chung là ngày khá dễ, anh em chỉ cần làm hai bước như mình là em chỉ tốn từ 6 đến 8 bước là qua. Đây là này mình tốn 8 bước. Mình nhớ ngày mai ấy, mình đi thấp nhất là 6 bước. Không biết là 5 bước vào xong không? 5 bước anh em phải mắc nhân phẩm mới được. Và như ở đầu video mình có nói là đợt này nó sẽ không cho anh em phở đi kỹ năng đồng hành ở phần là tích lũy, là nhiều game ấy khi mở ra phần mới một thời gian sau trong quay nó sẽ có, nhưng mà cũng có nhiều game anh em chỉ kiếm trong sự kiện thôi, còn quay thì nó chỉ mặc định ra vài cái sẵn có thôi. Hơi tiếc là anh em lỏ cái chay sẽ không có đồng hành liên kích, hơi tiếc em ơi. Còn về phần băng phong ấy là bảng xếp hạng bỏ qua này, trứng vàng đoàn viên thì ngày 5 của sự kiện nó mới mở ấy. Còn về phần trạ tứ là anh em sẽ kiếm mảnh để ghép, về này khá thế thôi. Anh em về sau thiếu mảnh nào thì anh em xin anh em trong gia tộc hay là thế giới ấy, là được. Về này kiểu gì anh em cũng xong thôi. Còn anh em mà muốn tặng hay là xin ấy thì em click vào mảnh đấy. Đây nó sẽ có phần tặng và phần đòi. Đáng lẽ nó dịch là xin thì ok hơn. Đòi nghe hổ báo quá. Và lần này ngoài thời trang ra nó sẽ có thêm thủy tinh thức tỉnh cho anh em tốt. Thủy tinh này về sau anh em sẽ cần 6 cục để thức tỉnh. Và khi thức tỉnh thì anh em mới được xài kỹ năng thức tỉnh. Tức là anh em nên đem vào 110 hay 120. Mà anh em không đủ 6 cục thủy tinh là vẫn xài kỹ năng thường. Phải thức tỉnh thì mới được xài kỹ năng thức tỉnh. Còn về phòng quay là anh em sẽ không tích được vật phẩm. Anh em mới chú ý, anh em click vào nó không hiển thị vật phẩm thì mới tích được. Để như này ấy, quẻ mộc thần khi kết thúc sự kiện nó sẽ quy đổi thành xu, là anh em không tích được. Nói chung là chỉ có một sự kiện là anh em dùng xu bạc là tích được thôi. Mình nhớ sự kiện đấy nó tên là máy lớn mới phải, lâu rồi mình không nhớ. Còn về vòng quay anh em quay 350 lần chắc chắn là thời trang tướng này. 699 lần chắc chắn sẽ ra thủy tinh. 500 lần là chắc chắn sẽ ra cái trang lưới liềm, thời trang thú cưới. HP toàn trận tăng thêm 10%, hiệu ứng khá là ngon. Và anh em quay 1.000 lần chắc chắn nó sẽ ra quạt ngọc ảnh lưu ly. Thần khí em ơi. Nó tăng thêm 10% tấn công toàn trận, rất là ngon cho anh em tốt này. Còn là về đồ tại, cứ mỗi 10 giây thì chuyển một vòi rồng tăng 10% tấn công bản thân, gây 1.000% sát thương phạm vi đánh thường và giảm 10% tấn công duy trì 5 giây. Ngon thật sự luôn em ơi. Nó vừa tăng tấn công toàn trận 10%. Dòng tấn công toàn trận này là dòng ngon nhất em ơi. Chưa hết, mỗi 10 giây nó tăng thêm 10% tấn công và giảm địch 10% tấn công, và nó gây thêm 1.000% sát thương phạm vi. Nói chung là tiền nào của đấy em ơi. Một người anh em quay cũng rất là gắt. Còn cái bên trên này ấy, khi chịu sát thương chí mạng miễn từ 3 giây tức là vô địch ấy, và sau khi hết bất tử anh em sẽ được hồi 10% HP. Về trang lưới liềm này là cũng ngon không kém cái kia em ơi. Còn về hiệu ứng nó không bằng thôi. HP toàn trận tăng 10%. Đây mình có 10 vé không biết có lỗ nhỉ? À khoan á. Mình thử vào xem anh em tốt quay như nào đã. Đây bảng xếp hạng phong lưu này. Đây anh em top 1 quay 1.001 lần. Tự anh em quay tròn à, để lấy cái thời trang em ơi. Đây vào này server 80. 80 là sau mình ở 4 server. Không biết là chậm một ngày hay là chơi cuối ngày nhỉ?
Đây bạn này lực chiến khá thấp em ơi, chỉ có 21.000 thôi. Đây bạn top 2 bên server mình quay 851 lần, chỉ còn thiếu 150 lần nữa thôi. Đây còn là top dưới quay chênh khá nhiều. Còn về phần đua top này, đa số anh em top ấy canh còn là 10 phút cuối mới chơi em ơi. Ở đầu game này đông ấy, anh em canh còn là 5 đến 4 phút mới chơi, còn là canh top chắc là mấy chục giây cuối thôi. Đấy vừa rồi anh em chú ý cho mình về phần sự kiện mới mấy cái cơ bản. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. We're chasing, leading us, and love is all we'll ever trust.